xong chưa? Thi xong rồi. Mi làm bài được không? Chỉ có một câu tôi làm sai, còn mấy câu khác tôi chưa làm. Mai thấy thi thi năm nay như thế nào? Bài thi năm nay rất là dễ đủ và những người giỏi con đủ thì rất là khó. Thế mày có làm bài được không? Tao làm đúng thì chỉ có lo dạy, đọc đề, ghi đề, nộp đề và đi về. Anh ơi, hai suất đồ gà của em xong chưa anh? Từ từ anh, em vừa mới chiên gà xong, mồ hôi nhễ nhại. Thôi, bây giờ em mang ra cho anh đây. Đây, quý khách đây. Xin lỗi quý khách nhé, do quán đông khách quá nên em làm không kịp. Nè em trai ơi, gà của anh xong chưa? Sao đến trước mà em không làm cho anh trước, người ta đến sau mà em làm cho người ta đến sau ăn, đến trước mà anh lại thì là người đến sau ăn không được ăn trước mà anh lại phải ăn sau. Bây giờ ăn đến trước thì em làm cho anh trước, người ta đến sau em làm cho người ta đến sau. Bây giờ em mang qua bên đây, qua bên đây để cho anh ăn chứ, tại sao ăn đến trước mà sao anh lại ăn sau là như thế nào hả em? À, anh không gặp, không gặp, em đang mới vô làm nên nó chưa biết gì hết, mong anh thông cảm. Hôm nay em mời ăn miễn phí, đảm bảo bao phê. À, thằng cò lâu ngày không gặp mà bây giờ em mở được quán bán đùi gà KFC luôn hả? Rồi, chúc mừng em nha. Thấy bảo hôm nay mời ăn miễn phí đúng không? Vâng. À, thế cho ăn khoảng chục cây đi. Anh lại giỡn em nữa rồi. À, làm thế xem có lời có lãi. Em mời ăn 2 cây nhá. Ờ thế thôi cho ăn 2 cây đùi gà đi. Anh ăn 2 cây miễn phí thôi. Ok anh. Đấy 2 cây cho anh vâng nha lên. Ok anh. Ờ coi lại cái thằng em này nhá. Phục vụ vậy là không được đâu, người ta tới trước thì phải làm cho người ta trước, người ta đến sau làm cho người ta đến sau, người ta đến sau mà làm cho người ta trước, người ta đến trước mà không làm cho người ta, để người ta ăn sau là như thế nào đúng không em? Anh nói em hơi nhớ lại nha Vương. Nói chung là cứ cho ăn hai đùi gà ra đây là okay. Ăn bỏ qua hết. Ok, okay chưa? Anh. Ok. Rồi. Ủa anh ơi, ba đùi gà của em đâu? Đây, có luôn, có luôn. Cô mập, cho anh chặt nữa em. Ok em. Ok, cảm ơn em trai nhá. Đùi gà nhìn khá là thơm ngon á, để xem thằng em cò lâu ngày không gặp thì bây giờ em kinh doanh buôn bán như nào nào. Thơm ngon á. Được rồi thằng em trai, đùi gà em làm khá là ngon đó. Quá khen rồi anh trai. Quán mở khai trương lâu chưa em? Mới đây thôi anh Quân. Quán em mới khai trương mà anh thấy khách đông quá trời. Bán như vậy chắc được lắm em ha. Cũng không được nhiều đâu luôn à. Mỗi ngày chắc cũng lãi được gần cả triệu thôi ạ. À. Ôi ôi, mỗi ngày bán được gần cả triệu là hơi bị lờ luôn á. Thôi, em làm ăn mà kiếm được như vậy anh cũng mừng cũng vui cho em. Mà công nhận là cái đùi gà KFC này em làm sao mà anh ăn vào nó cảm giác nó khác với lại những đùi gà khác anh ăn, nó cảm giác nó lâng lâng, nó phơ phê làm sao em kiểu ăn một cái rồi muốn ăn thêm cái nữa. Bí quyết gia truyền của em anh. Bí quyết gia truyền của em. Ôi có thể chỉ ăn được không? Anh cũng đang tính mở một quán KFC này để kiếm tiền đấy. Bí quyết gia đình mà sao lại truyền ra được? À bí quyết gia đình là chỉ truyền lại cho người nhà thôi đúng không? Vâng. À, ok, nhưng mà anh công nhận là ngon thật đấy em. Nói chung là ăn thì anh thấy nó cũng ngon như ở mấy chỗ khác thôi, nhưng mà nó được thêm cái cảm giác đấy, anh thấy nó lâng lâng, nó phơ phơ á. Như kiểu nhắm mắt lại là tận hưởng này, như kiểu trên tiền cảnh luôn. Sao hay vậy em? Bí quyết. Dạ. Gia vị gia truyền đấy. Rồi rồi. Quán có tiền quán ơi. Quán có 100 ngàn. Rồi. Rồi về anh. Về. Đây anh, tiền của anh đây. Vèo một phát kiếm được 300 ngàn luôn. Anh nói mày rồi, bỏ làm đồ ăn thối đi. Làm như anh là có tiền liền. Thế em mới qua học hỏi anh đây này. Ủa thôi ăn đồ ghê thôi. Mấy hơi sao đó. Ủa đừng nhìn nhè về chỗ này à. Bên này đúng không nè. Sao mày ngu vậy? Một
cùng một con mày cũng không biết. Chứ tao đổ mày một cùng một con mày bao nhiêu. Sao lại có thằng nó ngủ ngoài đường cái giày ta. Ê, một cộng một bằng ba. Ba má ơi. Này bán cũng được khá nhiều đây. Thôi anh cho chị em 100 nè. Thôi anh cầm lấy đi. Anh có thể chỉ em cái bí quyết nấu gà được không? Chứ em thấy người ta ăn xong người ta phê rồi người ta cứ lại mua cho anh không vậy? Chứ em cứ đưa anh 5 triệu đây, anh sẽ chỉ cho em cái bí quyết của anh. Đây anh, em đã chuẩn bị hết trơn rồi. Ok, hợp tác vui vẻ. Thôi được rồi, về thôi, rồi anh mày chỉ cho mày cái bí quyết. Vì mày đã trả tiền cho anh, hôm nay anh sẽ dạy mày về cách nhận biết bột. Bột đây là bột gì? À, cái này anh chả biết, bột chiên giòn đúng không? Ngu, đây là bột chiên xù. Thế còn bột này là bột gì? Bột chiên xù đúng không? Bột chiên giòn. Thế còn bột này là bột gì? Đây là bột chiên giòn xù đúng không? Đây là bột xà cân chứ không phải bột chiên giòn xù đâu. Ủa anh làm gà KFC mà sao anh cầm bột xà cân làm gì? Đồ ngu, đồ nại, cút mẹ mày đi. Đó là người ta nói thế, còn anh mày thì khác. Mày phải thêm một chút bột xà cân vào để người ta còn có miệng thì người ta mới tới. Chứ mày nấu bình thường thì ai tới mà ăn cho mày. Không, cũng có lý. Hồi giờ em toàn nấu đồ ăn thối không mà, nên em cũng chả biết cái gì hết trơn á. Tao coi mấy clip của mày rồi, ba có hết chất đó không ăn thua đâu. Mày phải sử dụng thêm bột sạc cân nữa, mày bán được nhiều tiền mới giữ được khách. À, em hiểu rồi, hay quá anh trai ơi. Hay thì bắt đầu thôi. Anh, đây là đùi gà thúi đúng không? Mày ngu à, tao không có ngu như mày đâu. Bán đồ gà thúi vô người ta ăn, người ta đau bụng, người ta lên bốc thuốc. Người ta bán trộn với sạc cần, người ta ăn vô người ta phơ, người ta mới mua tiếp, mày hiểu chưa? Cũng đúng. Ok, mày vào đây, hôm nay anh sẽ dạy mày cách dùng sạc cân một cách hợp lý. Đầu tiên á, mày phải nhúng vô một sạc cân. Nhúng ít thôi là chưa? Nhúng nhiều là tốn tiền lắm đây. Sau đó mày phải nhúng vô bột chiên xù, chiên giòn. Sau đó mày phải nhúng vô một chiên xù. Bây giờ nhìn thấy nó khác hẳn mày làm chưa? Thấy nó khác chưa? Giờ đem đi chiên cái, bán 50.000 cái cho khách. Tiền lời đấy chứ đâu. Bọn tôi phát hiện rồi. Sáng hôm nay sau khi phê pha tới việc ăn đùi gà xà cân của anh, tôi đã đi uống nước dừa và vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và Biểu. Anh và Biểu đã trao đổi với nhau về công thức gia truyền làm đùi gà KFC khiến ai ăn cũng phải phê và nghiện. Cảm thấy tò mò và đang có hứng thú mở một tiệm đùi gà KFC. Vì vậy tôi đã lén đi theo để xem công thức của anh là gì. Và bất ngờ thay khi về đến nhà, trong quá trình anh chế biến đùi gà KFC, anh đã sử dụng bột xà cân thay vì công thức gia truyền như anh nói, để khiến cho người ăn bị phê, bị nghiện và tiếp tục sử dụng đùi gà xà cân của anh nhiều lần. Nhắm vào mục đích đó, anh đã sử dụng đùi gà trộn xà cân để kiếm lợi nhuận. Cảm thấy hành vi của anh là phạm pháp và nguy hiểm, tôi đã sử dụng điện thoại và quay lại toàn bộ bằng chứng, sau đó nộp cho công an và cùng với công an đến đây để bắt giữ anh. Bây giờ thì mời Hà An lên phường